chào mừng các bạn đến với live stream của ninh và chúng ta cùng nhau chờ trong vòng hơn một phút nữa Ở trong lúc này thì chúng ta sẽ cùng nhau gửi lời chào cho nhau đi ạ Chào Thái Phạm à, chào Phan Văn Tiệp. À mọi người gửi lời chào nhau đi ạ, à. xin chào đi chứ gửi à. xin chào mọi người nhá. Okay, xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến với phần live stream buổi tối lúc 9 giờ của ninh thương hiệu và hôm nay là một chủ đề hết sức là định tính đó là hạnh phúc và cùng nhau đo lường hạnh phúc là gì thì uh, chúng ta mỗi một con người có một cái cảm nhận khác nhau và mỗi một quốc gia thì mỗi một uh, người dân sẽ có một cái chỉ số hạnh phúc khác nhau thì cái, cái chỉ số hạnh phúc khác nhau người ta đo lường như thế nào và ở thế giới người ta đo lường ra làm sao chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ live stream của ninh thương hiệu cái phần live stream này thì nó cũng sẽ là một cái phần chuyển đổi sang những nội dung dễ hiểu nhất để giúp cho mọi người có thể hiểu được là hạnh phúc ở chúng ta đo lường nó so sánh như thế nào và chúng ta sẽ thấy là quốc gia này với quốc gia khác thì nó sẽ khác nhau như thế nào người dân ở tỉnh này với tỉnh khác làm sao gia đình này với gia đình khác thì sao bản thân bạn với người khác thì sao và những người trong gia đình như thế nào để chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về chỉ số hạnh phúc thì chúng ta đến với phần live stream nhưng mà như như thường lệ thì mình vẫn chia làm ba phần phần thứ nhất là chúng ta hãy gửi những lời uh, chào hỏi nhau và chúng ta trong quá trình chào hỏi thì chúng ta hãy share, hãy like, hãy comment những cái nội dung mà của Ninh này để cái bài cái bài chia sẻ này của Ninh giúp cho nhiều người có cuộc sống hạnh phúc hơn ạ. Và mọi người hãy cùng nhau để bắt đầu hãy share đi ạ, share cái bài này đi, share cái livestream này đi. Sau đó thì uh, mọi người sẽ đến với phần chào hỏi rồi mọi người sẽ đến với phần Đố vui của Ninh. Sau phần đố vui thì như thường lệ sẽ là một cái phần nội dung chính thức hạnh phúc uh, chỉ số hạnh phúc và chúng ta cùng nhau khám phá xem chúng ta hạnh phúc đông đầy được bao nhiêu người ta thường nói là tôi yêu bạn này nhiều hơn, bạn kia yêu tôi nhiều hơn, người này sướng hơn người kia khổ hơn vân vân. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được nỗi khổ của mình như thế nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mình đang hạnh phúc hay không. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với những nội dung uh, chia sẻ rất là cụ thể, sung sướng, hạnh phúc, rồi tất cả những cái chỉ số về sự công bằng, tất cả thật mọi cái để tạo dựng nên một cái chất lượng quality of life. thì thì, thì cái quality of life và nó nó sẽ cũng là một trong những cái thứ mà giúp cho các bạn có thể là đo lường được. À, những cái gọi là định tính về việc à, cảm xúc và hạnh phúc của các bạn. Và bây giờ ninh sẽ nhìn xem là trên livestream à, của ninh thì đang có được à, những người nào vậy? vào. Wow. Xin chào mọi người, thì đây là chào à, Phạm Thanh Tâm, chào Phượng Vũ, chào Thái Phạm, à, chào Hoàng Thu Ngọc, chào Hiếu Nguyễn đúng không? OK. nào mọi người gửi lời chào xong rồi thì bây giờ uh, mọi người có cảm thấy hạnh phúc không mọi người có cảm thấy hạnh phúc từ chấm điểm cho mình thăng điểm từ 1 đến 10 thì mọi người thì cảm đang cảm nhận mình hạnh phúc ở mức độ nào ở uh, bảy 5 7 8 9 10 hay bao nhiêu hãy chấm cho mình một cái thăng điểm để xem mình hạnh phúc bao nhiêu nào chào giật uh, là anh Khoa chào uh, Quang Thảo đúng không Vâng nên sẽ đang nhìn trên Live uh, livestream uh, đây những có thể để xem đây ạ rồi nào mọi người hãy chấm cho mình đi ạ rồi nhìn thấy phạm thanh tâm 10 trên 10 thái phạm 6 trên 10 mọi người hãy tự chấm cho mình đi chấm cho mình xem là mình đang có chỉ số hạnh phúc là bao nhiêu và sau khi phần phần chia sẻ của linh xong thì mọi người sẽ cùng nhau lại chấm lại cho mình xem là mình chấm đầu tiên có đúng không nào mọi người hãy chấm cho mình xem là mình đang có chỉ số hạnh phúc là bao nhiêu À, bao nhiêu và mọi người đã sẵn sàng à, à, chấm đi ạ à. chấm đi xong rồi sau, sau sau phần chấm này thì đi sẽ cùng với mọi người để khám phá với phần đố vui bá đạo của Ninh thương hiệu <laughs> nào nào mọi người hãy comment hãy, hãy like hãy share đi ạ à. hãy chia sẻ cái cái live stream này của Ninh trên 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 cái phần uh, bài trên 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 Facebook của mọi người ạ để có thể có nhiều người uh, biết uh, và về cái nội dung này thì có thể tự đo lường hạnh phúc của mình, mục đích của mình để giúp cho mọi người có cuộc sống chất lượng tốt đẹp hơn, có cuộc sống có chất lượng tốt hơn, hạnh phúc hơn. đấy chính là cái nội dung chia sẻ của buổi tối ngày hôm nay. buổi tối hôm nay là sẽ trả lời câu hỏi sung sướng là gì, hạnh phúc là gì, công bằng là gì, môi trường xung quanh cho làm sao, cách tính chỉ số hạnh phúc của mọi người, cách tính trên thế giới như nào, cách tính mà đơn giản nhất để chúng ta có thể có thể có thể là hạnh phúc hơn như thế nào thì mọi người hãy cùng nhau ạ. hãy chấm cho mình xem là bây giờ cái chỉ số hạnh phúc của mình là bao nhiêu trong thang điểm từ 1 đến 10. là mọi người hãy cùng chấm đi ạ và nên bây giờ nên rất là quay trở lại nhìn xem là mọi người à, có bao nhiêu ạ nào mới thấy có hai người mới thấy có hai người thôi chào chị à, Phượng Vũ nhá chị Phượng Vũ luôn là một người tích cực à, là một nhà huấn luyện viên về chăm sóc sức khỏe đấy ạ cũng là một người à, con họ vũ là một người chị của ninh ạ và mọi người thì cùng à, nhau à, hãy chấm xem là mình à, hạnh phúc theo thang điểm từ 1 đến 10 thì mình được bao nhiêu hãy chấm đi ạ chấm một cái tương đối thôi không quan trọng là đúng hay sai đâu chỉ quan trọng là mình mình chấm mình chấm cho mình mình dám chấm cho mình bao nhiêu thế thôi ạ nào bây giờ bắt đầu đi quay trở lại với phê trên điện thoại để cùng với mọi người để xem những cái lời uh, uh, của mọi người nhắn nhủ trên đây ạ à, và lời chào mọi người ạ à. kính mọi người nhé và mọi người đã sẵn sàng để tham gia vào quá trình đấu vui chưa ạ nếu sẵn sàng rồi viết chữ yes hoặc ok để mình biết nào hãy viết đi ạ sẽ cùng nhau nhá nào mọi người hãy viết chữ yes hoặc ok đi để Ninh chia sẻ cho mọi người Thấy cái sự thú vị của cái nội dung ngày hôm nay và nếu yes ok rồi Ninh sẽ gửi cho mọi người những câu đố những câu đố tương đối là bá đạo <laughs> hôm nay thì chắc là những câu đố này sẽ mọi người sẽ chỉ giải được khoảng hai câu trên ba câu là thuộc về dạng siêu rồi nào đã nhìn thấy thái phạm nhìn thấy phạm thanh tâm nào những mọi người rồi bây giờ Ninh sẽ xin phép là bắt đầu sẽ đố nhá Câu thứ nhất. Câu đố vui thứ nhất à đố vui này mình sẽ làm rất là nhanh nhá để mọi người nào vua gọi mẹ mình bằng gì? Nào hãy trả lời đi, vua gọi mẹ mình bằng gì? Khẩn trương trả lời nào. Câu này câu này rất là đơn giản thôi, trẻ con cũng trả lời được. Nào, vua gọi mẹ mình bằng gì? Hãy trả lời nhanh, hãy trả lời nhanh. Không cần nhìn người khác, hãy trả lời đi ạ. À. Hãy trả lời đi Phạm Thanh Tâm đã nghe câu này đố rồi nên trả lời không được tính Thái Phạm chính xác Đã có một người trả lời chuẩn đó là gì ạ Câu trả lời chính xác là gì ạ Người thì bảo là bằng uh, mẫu hậu Người thì bằng bảo, bảo hoàng hậu Người thì bằng bảo, bảo gì là uh, quốc mẫu Người bằng cái gì thì bằng Nhưng đây là một câu đố mẹo đầu tiên Đó là gì ạ gọi bằng miệng hoặc bằng mồm đều chính xác ok chúc mừng hai người đó là phạm minh tâm và thái phạm đã trả lời đúng hai người họ phạm đã lên ngôi và câu thứ hai câu thứ ba mới là câu đố khó tiếp tục câu gì đây con gì đây hãy trả lời là con gì đây nào mọi người xem nào con gì đây đây là một câu đố tương đối khó vì giờ chúng ta nhìn thấy philip kotler là một người được coi là ông tổ của <laughs> ông tổ của nhưng mà những người có uh, có kiến thức uh, một chút thì uh, sẽ để ý rằng là Philip Kotler là ai đúng không? ở Đây là con gì nào? Con gì nào? Bên trên chúng ta nhìn thấy cái gì? Bên dưới nhìn thấy cái gì ạ? À, Michael Michael Poster uh, còn có uh, Philip Kotler toàn những cái tên lão hoắc ấy, đúng không? đây là những người được coi là gì ạ ông tổ của marketing ông tổ của, của PR, ông tổ là những người tiên phong về marketing đấy nên là cho nên là chúng ta sẽ đoán câu này là gì đấy ạ con gì đây <laughs> câu này câu này cái chừng báo đạo không có câu trả lời đúng không thôi nên xin phép được trả lời luôn không mình nghe chừng là đố là khó bên trên là có ốc bên dưới có marketing như vậy đây câu trả lời sẽ là ốc ma không ốc ma hay là gọi là ốc sen người ta gọi có hai thuật ngữ gọi là ốc ma, ốc sen có thể uh, rất là nhiều những cái tài liệu nói là ốc sen nhưng mà rất nhiều tài liệu gọi là ốc ma chính vì cái tên báo đạo này làm cho mọi người sẽ bị đánh lạc hướng và khó Nên nhân dẫn dụ luôn ra một cái báo nó viết luôn là gì ốc ma có phải là món món ăn bài thuốc hay không rõ ràng ốc ma nhá không cãi đâu được tiếp tục đến câu thứ ba câu thứ ba bắt đầu tên gì đây họ và tên đầy đủ nào mọi người hãy giải câu đố này đi ạ họ và tên đầy đủ họ và tên đầy đủ của cái người này tên là gì nào <laughs> tên này rất là quen thuộc đấy ạ rất là quen thuộc xem mọi người có giải được câu này không ạ nào xem có giải được câu này không đây là một cái tên rất là quen thuộc không có câu trả lời à không có đáp án à nào mọi người hãy trả lời đi ạ ok người thứ nhất có câu trả lời tiếp tục chúng ta nhìn thấy biển chúng ta nhìn thấy nồi uh, xương chúng ta nhìn thấy uh, uh, múa đúng không nào xem trả lời sẽ là câu gì đây <laughs> tên thì đi tên thì đi rồi viết ra gì nào viết ra gì nào Đúng rồi Thanh Tâm thì trả lời là Lê Hải Ninh liều mạng quá trả lời thế thì chết giờ à, Long Đại Ca đã trả lời Dạ yeah. Long Đại Ca đúng rồi đã trả lời Vũ Duy Hiếu đã trả lời được ít giá phải họ Vũ phải trả lời nhìn thấy Vũ Ba Lê là phải là phải biết là họ Vũ chứ này trả lời Cái kia thì hơi buồn nào xin chúc mừng Long Đại Ca và Hiếu Vũ Duy Hiếu đã trả lời đúng đó là vũ hải ninh vũ ba lê múa còn gọi là vũ hay là vũ đạo ấy hay là vũ điệu ấy, chính là múa đấy. biệt là hải đúng không còn ninh là Nội xương ninh đối như thế là nghe trường hơi bá đạo rất nhiều người đã không giải được nhưng không sao bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hạnh phúc là gì nào hạnh phúc là gì nên sẽ cùng với mọi người sẽ chia sẻ tại sao lại có nói đến chỉ số hạnh phúc thì đầu tiên chỉ số hạnh phúc thì thế giới người ta mới bảo là ô thế mỗi một quốc gia thì có một cái nền văn hóa khác nhau có mỗi một con người sẽ cảm nhận về chất lượng sự hài lòng với cuộc sống này khác nhau thì bản chất ý, ấy, ấy chỉ số hạnh phúc chính là sự hài lòng của cái người dân ấy, với cái quốc gia đấy chỉ số hạnh phúc của cái người trong gia đình ấy là cái chỉ số hài lòng về cái cuộc sống của họ ở trong cái gia đình đấy đúng không đấy chính là chỉ số hạnh phúc chỉ số hạnh phúc viết tiếng việt là hpi tiếng anh đọc là SPI nghĩa là Happy Planet Index nghĩa là gì ạ? chỉ số hạnh phúc của hành tinh và người ta so sánh các quốc gia khác nhau thì Việt Nam mình cũng là thuộc vào dạng 8, 90 gì đấy là trung bình trung bình thế thì hôm nay chúng ta phải xác định là thì chỉ số hạnh phúc thì có những cái gì để đo lường chỉ số hạnh phúc đầu tiên chỉ số hạnh phúc thì người ta sẽ đo lường sự sung sướng của từng con người ở từng quốc gia đấy một chúng ta viết xuống sung sướng À, sự sung sướng à, một là đo sự sung sướng anh viết xuống nào một là sung sướng thế thì sung sướng đo bằng gì sung sướng nó sẽ đo bằng số lần mà bạn cười trong ngày số lần bạn cười trong tháng số lần bạn cười ở trong năm bạn đã viết số 1 là sung sướng bạn cười bạn tận hưởng được được cái vật chất những cái thứ xung quanh thì gọi là sung sướng đấy bạn đã viết số 1 thì ạ đó là sung sướng cái điều này cực kỳ quan trọng ở mỗi một cái người có người thì cảm thấy uh, rất là dễ sướng nhưng có người ấy thì rất là khó đấy một là phải là, phải là sung sướng đúng không? <laughs> sung sướng đúng không? Thế bây giờ có những người ấy, ở nhà ví dụ như 3 tỷ rồi nhưng vẫn cảm thấy không sung sướng mà cứ một suốt ngày đau khổ phải tưởng tượng ra là mình phải có cái nhà một triệu đô hay là đi cái xe Kia Morning rồi nhưng mà phải mong muốn là phải đi con xe Range Rover nhìn chung là như vậy thì cuộc đời sẽ rất là khó sung sướng đúng không? rất là khó sung sướng. Nên sẽ kể chuyện cho các bạn các nghe câu chuyện thế này. Một con voi bình thường một ngày nó có thể ăn được từ một tạ cho đến bốn tạ thức ăn. Với là bốn tạ thì à, là thức ăn gọi là 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 cỏ và lá đấy đúng không? Lá và cỏ. Một con voi thì ăn đến một tạ cho đến ba tạ lá và cỏ. Như một con thỏ thì một ngày thì ăn hết còn lạng rưỡi cỏ. Đấy. Thế nếu mà con thỏ mà cứ nhìn con voi thì con thỏ sẽ rất là gì ạ? mệt mỏi con voi mà cứ nhìn con thỏ thì cũng rất là là chán trường bởi vì con thỏ nhìn con voi bảo cô rồi nó ăn gấp hàng nghìn lần mình như này hàng hai nghìn lần mình như này nó ăn thế mới gọi là ăn mình ăn thế này thì thật là không sung sướng cái gì nhưng con voi nó bảo ôi con này nó ăn có lạng rưỡi cỏ nó ăn no rồi mình ngày nào cũng đi ngủ ngục cùng ngục đi hết cả cánh rừng ăn cỏ ăn ra ăn tất cả các loại lá cho đến ba tạ đến bốn tạ nó con voi năm tấn ăn đến bốn tạ rưỡi cỏ mới được một cái bụng no thật là đau khổ thật là không sung sướng thế thì cho nên là như này con voi mà ăn lá ăn cỏ nhìn con thỏ thì cũng ăn cỏ ăn lá nhưng mà con voi mà nhìn con thỏ thì không thể thấy sướng được con thỏ nhìn con voi không sung sướng được thế thì bí quyết của việc sung sướng là gì bạn có chuẩn mực của bạn bạn đừng có theo đuổi chuẩn mực của người khác bạn đừng có lấy định nghĩa của người khác bạn ấy là chính mình thì bạn sẽ sung sướng đúng không thế nhưng mà có một cái điều thứ hai mà ninh muốn nói đến cái chỉ số hạnh phúc của một con người trong gia đình hay chỉ số hạnh phúc gọi là happy planet index của cái công dân của một đất nước thì lại thuộc vào rất nhiều thứ cho nên là à, ninh nói là một là sung sướng rồi hai là hạnh phúc các bạn ghi là số 2 là hạnh phúc đúng rồi ghi số số hai đi ạ số 2 là hạnh phúc à, chào bùi nam tú nhá và chào vũ văn thắng đúng không mọi người tham gia vào đi ạ và chia sẻ đi ạ thế thì à, à, cái số 1 là sung sướng rồi viết số 2 là hạnh phúc thế thì Socrates có nói một câu này nếu bạn ăn đầy mồm mà bạn thấy hạnh phúc thì bạn chỉ là con bò hạnh phúc thôi ồ thế thì hạnh phúc nó phải khác sung sướng chứ đúng rồi rất nhiều người không phân biệt được hạnh phúc và sung sướng nếu mà bạn không phân biệt được hạnh phúc và sung sướng thì làm sao mà bạn có hạnh phúc được đúng không thì rất nhiều người phụ nữ ấy thì à, khi mà chồng đi làm cuối tháng về đưa toàn bộ tiền cho nộp no hết tất cả tiền thì đấy là người phụ nữ sung sướng, nộp hết tiền rồi rồi, xong đến ngày mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10 sinh nhật chồng nó bảo, thôi đấy tiền cầm hết đi rồi, tự thích mua cái gì thì mua, thế thì chỉ có sướng thôi. Nhưng phần lớn người phụ nữ sung sướng này vẫn muốn hạnh phúc là gì? Em vẫn muốn có phải hoa, à, anh phải tặng hoa cho em, tặng quà cho em vào ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10 ngày sinh nhật như thế mới cảm thấy hạnh phúc. Ồ. Thế có tiền rồi chưa chắc đã hạnh phúc. À mà có hạnh phúc mà mà, mà hạnh phúc thì làm sao? Để đơn giản thế à? thế thì Sucrat nói một câu là Ăn đầy mồm chưa chắc là hạnh phúc Mà sung sướng thì là gì ạ? À? Phải phân biệt rất rõ ràng Sung sướng và hạnh phúc Thì bạn mới có hai cái chỉ số này được Sung sướng là sự thỏa mãn về vật chất Đúng không? Hạnh phúc là sự thỏa mãn về tinh thần Sung sướng là thể hiện là cái của cho Còn đâu hạnh phúc là cách cho Thế thì cái cái quan tâm đấy nào? đến cảm xúc của người khác quan tâm đến cảm xúc của người khác và quan tâm đến đời sống tinh thần của người khác, quan tâm đến đời sống tâm linh của người khác thì tất cả những thứ như vậy người ta gọi là hạnh phúc. Đấy. Thế thì cái cảm giác hạnh phúc này là sự thỏa mãn về mặt tinh thần xung quanh chúng ta, môi trường gia đình của chúng ta thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi những người xung quanh bày tỏ lòng biết ơn, bày tỏ sự yêu thương, họ sống trong tràn ngập sự yêu thương của ai người ở của ai người ăn của ai người làm thì người ta chỉ sung sướng được thôi nhưng mà chưa chắc là hạnh phúc và vậy có những nhà rất là to đúng không xe rất là đẹp sung sướng chưa chắc là hạnh phúc nhưng có những gia đình rất là bình thường đầm ấm họ quan tâm đến cảm xúc của nhau thì họ lại trao cho nhau rất nhiều hạnh phúc và đấy thế thì cái chỉ số hạnh phúc chỉ cái chỉ số là sung sướng này cộng với hạnh phúc này bởi vì cái chỉ số này được cộng rất là nhiều thì gọi là chỉ số hạnh phúc hạnh phúc là chỉ là một cái cảm xúc là về sự quan tâm thôi ạ thì đấy là cái 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 số thứ hai là hạnh phúc số thứ ba là công bằng chúng ta ghi xuống số thứ ba là công bằng nào cái số ba là công bằng công bằng là gì ạ công bằng là lại do vào quan niệm của từng quốc gia khác nhau đấy quan niệm ở từng gia đình là khác nhau ở từng con người là khác nhau ví dụ công bằng ở trong một gia đình gia trưởng thì công bằng là gì công bằng là người phụ nữ là thấp cổ với họng không có cái giá trị hát ngôn không có giá trị quyết định như việc quan trọng và trong một người gia trưởng mà theo cái kiểu ngày xưa ấy thì đàn ông là gì ạ à, rất quan trọng được ngồi ở mâm trên ăn cùng với cái, những cái người cao tuổi còn phụ nữ và chị em thì ngồi dưới đấy như vậy nhìn theo góc độ bây giờ gọi là bình quyền ấy thì nam nữ bình đẳng thì như vậy là không công bằng công bằng là gì ạ à? dù để hai con gái dù là trong gia đình người chồng làm nhiều tiền hay người vợ làm nhiều tiền thì mọi sự ứng xử với nhau phải được ạ à, ngang bằng nhau gọi là công bằng ngang bằng nhau được đối xử ngang bằng nhau trong mọi vấn đề ví dụ như chúng ta thấy đây, trong hôn nhân gia đình thế người chồng đi làm nhiều tiền hay người vợ đi làm nhiều tiền nhưng sau này sống hạnh phúc thì không sao nhưng nếu không hạnh phúc thì của chồng công vợ sau này luật hôn nhân người ta vẫn quy định là gì ạ khi chia tay ví dụ như vợ chồng Bill ấy, là người ta sẽ phải chia tài sản công bằng cho nhau chứ không phải là ai làm ra thì người được hưởng đâu không có đâu thì đấy chính là công bằng mà công bằng này thì do định nghĩa và quan niệm về văn hóa của từng quốc gia khác nhau của từng gia đình cũng khác nhau, của từng con người cũng khác nhau. Như vậy muốn tạo lập được một sự công bằng cởi mở thì chắc chắn chúng ta phải nói chuyện với nhau, phải bàn luận với nhau, thấu nhất với nhau, tạo ra một cái luật về việc công bằng. đấy, công bằng trong gia đình như là công bằng về công việc, công bằng trong gia đình, về công bằng về khen thưởng, công bằng trong gia đình cũng là công bằng về mặt kỷ luật. tất cả mọi thứ nó đều rõ ràng và minh bạch để gì ạ? nó không phân biệt người lớn hay trẻ em, bố hay mẹ, ông hay bà đều rất công bằng với nhau, nếu sai thì đều phải nhận lỗi, nếu sai thì cùng sửa. Đấy chính là yếu tố công bằng, yếu tố thứ ba. Công bằng là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Nếu không thiết lập được sự công bằng thì con người rất dễ xảy ra mâu thuẫn và bất đồng, lúc đó cảm xúc nó sẽ đi xuống và nó có sẽ rất là nhiều những sự khó chịu và mâu thuẫn ở đây. Đó chính là cái điều thứ ba mà mình muốn nhắc tới. Điều thứ tư đó là môi trường. Thứ tư là môi trường môi trường ở đây thì ở trên uh, uh, ở trên uh, trên 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 thế giới thì người ta sắp xếp cái môi trường ở đây thì người ta gọi là gì ạ dấu chân sinh thái hay là gì gọi là ecology uh, footprint nghĩa là cái dấu chân sinh thái nghĩa là tính trên một cái một cái diện tích đất nhất định thì cái cây cối mà rồi uh, tài nguyên nó như thế nào nếu chúng ta khai thác chân trụ đi rồi thì cái môi trường nó sẽ là tồi tệ thì cái môi trường quốc gia chính là gì ạ? À? Cây xanh chính là môi trường ô nhiễm không khí hay không? Thì còn cái môi trường ở trong gia đình ấy thì là một cái môi trường rất là dễ chịu. Những cái môi trường mà tạo cho chúng ta xung quanh là chúng ta cảm thấy là sống thọ hơn, chúng ta cảm thấy là thanh bình hơn thì tất cả những cái môi trường này, môi trường ở đây gồm cả những yếu tố về mặt văn hóa, gồm cả yếu tố về mặt môi trường về cây cối, không khí, tiếng ồn vân vân tất cả cái thứ môi trường này cực kỳ quan trọng. Như vậy thì tổng hợp lại chỉ số hạnh phúc của một quốc gia của người dân ở quốc gia hay của một con người nó sẽ bằng tổng của bốn thứ hạnh phúc sẽ bằng gì ạ chỉ bằng là sung sướng cộng với cảm xúc hạnh phúc của bạn cộng với lại gì ạ à, sung sướng cộng với lại hạnh phúc cộng với lại công bằng cộng với môi trường tổng với nhau thì ra chỉ số hạnh phúc hạnh phúc là cái thứ không đo lường được nhưng chỉ số hạnh phúc thì lại đo lường được các bạn phải nhớ như vậy hạnh phúc là cái thứ không đo lường được nhưng chỉ số hạnh phúc thì người ta sẽ đo lường được người ta đo bằng 30, 40, 50 gì đó chỉ số hạnh phúc của các người dân trên thế giới người ta đo tối đa là gì ạ là bằng à, 50 thì ví dụ như thế hay bằng 100 thì tùy vào từng cái cách tính khác nhau người ta sẽ, sẽ có thể tính như vậy thì người ta xếp hạng cho từ các quốc gia số 1 cho đến các cái quốc gia mà và thấp dần thấp dần thì một số nước câu châu Phi hoặc là những cái nước như Afghanistan ấy, hay là gì ạ những nội chiến cái môi trường của nó rất là khắc nghiệt sống chết nó như thế thì người dân rất khó có thể có chỉ số hạnh phúc cao được thế thì để có chỉ số hạnh phúc cao thì chúng ta phải gì ạ? Xác định là phải sung sướng, phải cười nhiều trong một ngày. Bởi vì nếu như đọc được một cuốn sách thì nói như thế này, bạn không cười một ngày nhiều thì bạn sẽ rất ít, bạn sẽ rất là ít bạn nghèo khó trong sự sung sướng. Và nếu như nói là như đọc một cuốn sách nói rằng một người tù nhân ở trong tù thì nó cười ngày 50 lần, trẻ con cười hai hai hơn 200 lần. Người đi làm cười hơn 10 lần. Vậy thì bạn quá nghèo về sự sung sướng, đúng không? Bạn quá nghèo sự sung sướng còn hạnh phúc thì sao hạnh phúc cái cảm giác được hạnh phúc trong ngày lệ thuộc vào việc bạn bạn gì ạ à? bạn lan truyền cái văn hóa tôn vinh nhau khen thưởng nhau hỗ trợ tích cực truyền cảm hứng rồi thúc đẩy nhau ở trong chính gia đình bạn trong chính nơi làm việc của bạn trong chính môi trường của bạn thì đấy chính là hạnh phúc và khi bạn cộng hạnh phúc cộng sung sướng cộng công bằng cộng cái môi trường xung quanh tuyệt vời bạn cộng bốn thứ lại với nhau bạn có một cái kết quả kết quả đấy người ta gọi là chỉ số hạnh phúc của bạn thế thì ngày hôm nay chỉ số hạnh phúc của mỗi con người lẽ thuộc vào chính bạn đấy không thể thuộc vào ai khác và chính bạn và những người thân xung quanh cùng cả những người đồng nghiệp của bạn hãy chọn bạn mà chơi hãy chọn môi trường mà làm hãy lan truyền những cái sự sung sướng hạnh phúc công bằng ở môi trường trong chính gia đình của bạn bởi vậy gia đình của bạn gia đình có được hạnh phúc hay không ngôi trường của bạn cái ngôi trường trường học của bạn có hạnh phúc hay không ở nơi làm việc của bạn có hạnh phúc hay không lệ thuộc ở chính sự lan truyền của bạn và sự hiểu của bạn về sung sướng hạnh phúc công bằng và, và môi trường của bạn bây giờ người ta đang phát động này, ở trường học hạnh phúc rồi công ty hạnh phúc rồi gia đình hạnh phúc rồi công dân hạnh phúc để có được hạnh phúc bạn hãy phát động hàng ngày cười thật nhiều tìm được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống tìm được nhiều cảm xúc để bạn cảm thấy hạnh phúc với những người xung quanh bạn tìm đến sự công bằng và bạn tìm đấy và có trách nhiệm với môi trường Chính vì vậy bạn đã đang tạo ra một tác nhân thực sự rất hạnh phúc cho một đất nước hạnh phúc, cho một quốc gia hạnh phúc, cho một công ty, một môi trường và một gia đình và một công dân hạnh phúc. Và cuối cùng, nên chúc tất cả các bạn luôn luôn được hạnh phúc với trường học của mình, luôn hạnh phúc với môi trường làm việc của mình, hạnh phúc với gia đình mình và hạnh phúc với chính mình, không so sánh với bất kỳ ai. Đó, hạnh phúc sẽ gõ cửa cộc 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 và ôm chầm lấy bạn. Bạn sẽ nở nụ cười thật tươi để bước vào cuộc đời này tận hưởng từng ngày từng ngày thật là hạnh phúc và cuối cùng thì bạn cảm thấy bạn đang thiếu cái sung sướng hay hạnh phúc hay công bằng hay một cái môi trường lành mạnh để bạn vươn lên và để sống cuộc sống có chỉ số hạnh phúc cao thì hãy comment xuống bên dưới và hãy gửi lời tán dương hãy gửi lời khen hãy gửi lời những lời mà bạn cảm nhận được những điều tuyệt vời từ buổi chia sẻ chỉ số hạnh phúc đã đo lường là cho chính bạn những chỉ số hạnh phúc và giúp cho bạn cái cách mà bạn tăng được chỉ số hạnh phúc trong cuộc sống của bạn hãy viết xuống bên dưới hãy lan truyền hãy comment hãy chia sẻ tất cả những điều mà Ninh chia sẻ trong ngày hôm nay và Ninh xin được cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi nội dung chia sẻ của Ninh chào anh Hiền chào chị Phương chào chị Hoàng Ngân và chào anh Trơn và chào tất cả mọi người chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc với cuộc sống của mình hãy sống sống để tận hưởng những hạnh phúc giản dị ở xung quanh của chúng ta và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào các buổi live stream từ thứ hai đến chủ nhật từ thứ hai chủ nhật vào lúc 9 giờ và chúc mọi người luôn luôn được hạnh phúc see you again cảm ơn ta nên xin phép được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người